sáng ngày 28 tháng 10, Trường Trung học Phổ thông Uông Bí phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức chương trình ngoại khóa tư vấn phổ biến kiến thức mất cân bằng giới tính khi sinh và sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho trên 1.200 học sinh nhà trường. Bằng hình thức trao đổi, giao lưu hỏi đáp, chương trình cung cấp cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về giới tính và sức khỏe sinh sản độ tuổi vị thành niên, tình trạng mất cân bằng giới tính hiện nay và những hệ lụy, qua đó giúp các em trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, tránh tổn thương về thể chất và tinh thần do thiếu hiểu biết về cân bằng giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, bình đẳng.